Chúng ta tiếp tục đến với cả đề thi thứ 3 của K56. Đề với mã là DBS141535. Đề của K3 ngày 14 tháng 1 năm 2015. Thì trong câu 1 nó vẫn là cái mô típ ra đề cũ. Tuy nhiên thì ở câu 1 này thì ma trận A là một cái ma trận cấp 3x4 và ma trận B là một ma trận cấp 4x4. Thì trong cái đề bài này người ta cho thêm dữ kiện nữa, đấy là nếu chúng ta bỏ đi dòng 3, bỏ đi dòng thứ 3 và bỏ đi cái cột thứ 3 của ma trận B thì chúng ta sẽ thu được ma trận C. Bỏ đi dòng 3 và bỏ đi cột thứ 3 của ma trận B thì chúng ta thu được cái ma trận C. Câu A người ta hỏi chúng ta là tính cái định thức của ma trận B. Câu B thì người ta yêu cầu chúng ta tìm các phần tử trên dòng 3 của cái ma trận 5BA'. Câu C là chúng ta phải đi tìm cái hạng và một cơ sở của hệ vectơ cột của ma trận A. Ở câu D thì chúng ta phải đi tìm một cái hệ nghiệm cơ bản của hệ viễn trình tuyến tính thuần nhất mà nhận cái ma trận A là ma trận hệ số. Câu E thì chúng ta phải đi tìm giá trị của M để cột thứ tư của ma trận B nó biểu diễn tuyến tính qua các cột còn lại. Và người ta hỏi có hỏi thêm một ý nữa, đấy là các phép, cái phép biểu diễn tuyến tính đấy có phải là duy nhất hay không và tại sao. Ở câu F thì chúng ta phải đi tìm cái ma trận phù hợp của ma trận A'A, trong đó A' là ma trận chuyển vị của ma trận A. Trong câu G thì đề bài yêu cầu chúng ta là tìm ma trận nghịch đảo của ma trận C nếu có. Và nếu có thì chúng ta sẽ tính ra được cái bắt chúng ta tính ra cái det của 7 nhân với C mũ trừ 1. Câu H là chúng ta phải giải cái phương trình ma trận là AX bằng C. Thì trong câu 2 nó là một câu về cái mô hình kinh tế input output hay gọi là mô hình cân đối liên ngành. Tuy nhiên thì cái dạng bài toán ở câu 2 là một dạng bài toán cho ngược. Cho ngược ở đây tức là người ta không cho ma trận, không cho cái ma trận hệ số kỹ thuật nữa. Mà ở đây thì chúng ta phải đi tìm cái ma trận hệ số kỹ thuật này. Và quan hệ trong câu 2 người ta cho đến quan hệ trao đổi sản phẩm giữa ba ngành sản xuất cầu và cầu hàng hóa trong một năm thì được cho trong cái bảng ở dưới đây. Với đơn vị đấy là triệu USD. Thì trong này thì có 3 ngành, ngành 1, ngành 2, ngành 3. Thì ngành cung ứng sản phẩm là ngành 1 và cung ứng cho ngành 1 là 20 triệu USD giá trị sản phẩm. Thế còn cung ứng cho ngành 2, ngành 1 cung ứng cho ngành 2 là 30 triệu USD cái giá trị sản phẩm. Ngành 1 cung ứng cho ngành 3 là 40 triệu USD giá trị sản phẩm. Tương tự ngành 2 cung cấp cho ngành 1 là 70 triệu USD giá trị sản phẩm, ngành 2 cung cấp cho ngành 2 cung cấp là 10 triệu. Còn cung cấp cho ngành 3 là 60 triệu. Ngành 3 cung cấp cho ngành 1 là 40 triệu, ngành 3 cung cấp cho ngành 2 là 60 triệu, ngành 3 cung cấp cho ngành 3 là 30 triệu USD. Còn cái cột cuối cùng gọi là cột cầu cuối. Cột cầu cuối tức là cái cầu mà dành cho các hộ gia đình. Cái nhu cầu của hộ gia đình đối với sản phẩm của ngành 1 là 60 triệu USD. Nhu cầu của các hộ gia đình hoặc là xuất khẩu đối với cái ngành 2, sản phẩm ngành 2 là 50 triệu USD và đối với sản phẩm ngành 3 là 90 triệu USD. Ở câu D thì ở câu 2A thì người ta bắt chúng ta tính cái tổng cầu đối với sản phẩm mỗi ngành và lập cái ma trận hệ số kỹ thuật. Câu 2B thì chúng ta phải tính cái giá trị gia tăng của ngành 1 trong năm tiếp theo và biết rằng cái ma trận hệ số kỹ thuật nó không thay đổi. Và tổng cầu đối với sản phẩm ngành 1 ở trong năm tiếp theo nó là 700 triệu USD.